ăn 100 con cua hoàng đế. Đi nào, nhanh, nhanh lên, nhanh, nhanh lên, đi nào, nhanh lên. Họ họ, làm việc cả ngày rồi, cho mày nghỉ nhé. Vẫn còn sớm chán, mặt trời đã xuống bóng đâu, làm được lúc nữa rồi hãy nghỉ chứ. Mày lại muốn lười biếng phải không? Khá lắm, khỏe mạnh mà lại được việc. Nghỉ tay ăn cơm đi, ông phải bảo thằng bếp làm riêng cho con đấy. Dạ thưa ông, con làm việc quần quật cả ngày ở ngoài đồng, e là với chút cơm này, con sợ không còn sức để mai làm việc. Gớm chưa, thế này đã là ngon lắm rồi, hồi xưa lấy đâu ra cơm mà ăn, còn phải độn ngô, độn sắn cả đấy chứ. Cơm thế này mà ông bảo ngon cái gì chứ? Ê, con còn trẻ chưa có hiểu chuyện, ở đời ngon dở tốt xấu là do cái lòng của mình, do ý nghĩ của mình mà ra cả thôi. À, ông nói sao, con vẫn chưa hiểu ạ? À? Thì ví như bữa cơm chiều này đây, sao con không tưởng tượng con cá khô này là con cá anh vũ thơm ngon béo ngậy, bát cơm gạo hẩm kia là niêu cơm tám dẻo thơm. Ờ, thưa ông, sao lại có thể như vậy được ạ? À? Sao lại không được? Cái miệng để ăn thì có cái đầu phải suy nghĩ, tưởng tượng chứ. Đấy, ông mới nghĩ một tí mà đã ra bao nhiêu món ngon lành, béo bở rồi. Ấy, còn muối nữa, đó là tinh hoa của biển, được chưng cất truyền thống, rất quý giá. Lúc ấy còn có cảm giác như mình đang chén một bữa tiệc no nê, thịnh soạn. Chuyện đời nó như thế đấy con ạ, sướng khổ là do mình mà ra cả thôi. Ông... Ăn xong rồi mai nhớ cài nốt thửa ruộng này, ngày kia còn xuống cái đồng giếng nữa nghe không? Thế là đỡ chút tiền cơm, ăn thế nào mà chả được, mà còn đòi hỏi này nọ. Đúng là cái đồ lão già keo kiệt, bần tiện thế là cùng. Ngày hôm sau, ngày nào cũng làm việc vất vả thế này mà cho ăn uống chẳng ra gì thì lấy sức đâu ra làm tiếp chứ. À phải rồi, mình phải cho lão ta một bài học cho chừa cái thói bần tiện đi. Đi, đi, tắt họ, đi họ. Chắc nó cũng sắp sửa cày xong thửa ruộng rồi, phải ra kiểm tra xem thế nào. Hả? Cái thằng lười biếng này, mày không cày ruộng còn nằm đấy mà chơi à? Đâu có thưa ông, con vẫn đang làm việc đấy chứ. Cả cái cánh đồng vẫn còn y nguyên, mà mày chỉ nằm ngủ mà còn kêu là làm việc là cái cớ làm sao? Thưa ông, con vẫn làm y như lời ông dặn con hôm qua, không dám trái lời. Thế sao? Tao bảo mày hôm nay phải cày hết cả cánh đồng cơ mà. Dạ, thưa ông, bắt chước ông, con đang cày tưởng tượng được hơn 2 sào ruộng nữa rồi đó. Không tin ông cứ tưởng tượng là con đã cày xong thửa ruộng này. Hả? Sướng hay khổ là do mình mà ra hết phải không ông? Mày, mày. Công chúa mũi dài. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có vị vua cai quản non sông hết sức hùng mạnh. Năm tháng trôi đi, nhà vua đến lúc già yếu. Ta sắp phải theo mẹ của con rồi. Trong chiếc rương vàng này, có túi thần lắc ra tiền vàng, một ông sao thổi ra binh lính và một thắt lưng đưa người đi theo ý muốn. Con nhất định phải giữ kỹ bên mình. Cha, cha ơi, cha mau tỉnh lại đi. Một thời gian sau, sau khi vua cha lâm chung, hoàng tử trẻ lên ngôi kế vị, vị vua trẻ không khỏi buồn nhớ đến tiên đế. Mãi cho đến một ngày, khi nàng công chúa xinh đẹp của nước láng giềng ghé tới cung điện,
Nghe nói đây là nàng công chúa tài sắc của nước láng giềng, đến nay chưa có cô gái nào bì nổi với nàng. Thưa đức vua đáng kính, thần thiếp xin thỉnh an người. Hân hạnh được gặp nàng. Vừa nhìn thấy nàng công chúa với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đức vua trẻ ngay lập tức đắm say. Chẳng bao lâu, chàng đã mang lễ vật tới cung điện nước láng giềng cầu hôn nàng. Lễ cưới nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của thần dân hai nước. Cảm ơn nàng đã đến bên đời ta. Được ở bên chăm sóc cho chàng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời thiếp. Chàng cứ ở bên thiếp thế này, còn chuyện thiết triều thì sao? Sao nhãn một chút cũng không sao, ta có bí quyết của riêng mình chứ. Bí quyết gì vậy? Chàng mau nói cho thiếp biết đi. Chuyện này... Chàng không tin thiếp, không yêu thiếp. Thôi nào, ta sẽ mãi chỉ yêu mình nàng thôi. Vậy thì chàng mau nói đi. Đây chính là ba báu vật vua cha để lại cho ta. Thiếp thấy nó chỉ là những đồ vật bình thường thôi. Thế mà chúng đều là báu vật đó. Túi thần lắc ra tiền vàng, ống sáo thổi ra binh lính, và thắt lưng đưa người đi theo ý muốn. Kỳ diệu như vậy sao? Thiếp rất vui vì chàng đã không giấu thiếp điều gì. Mà chàng nè, sớm mai em muốn về thăm cha mẹ một chuyến. Khi tận mắt nhìn thấy những báu vật, công chúa đã lộ bản chất tham lam và mưu mô thâm độc. Ả lấy cắp cả ba báu vật và bí mật về nước. Tâu bệ hạ, chỉ trong một đêm, quân ta Ly đã chiếm đóng lãnh thổ giáp phía Nam Vương quốc. Hiện chúng vẫn đang thừa thắng xông lên. Chúng dám ngông cuồng đến vậy à? Được thôi, nguyên soái tướng quân đâu? Chuẩn bị dẫn 10 vạn lính ra trận. Tuân lệnh bệ hạ. Báu vật của ta, lẽ nào... Báu vật nào? Nhà ngươi đừng cậy là vua mà ăn nói ngông cuồng. Nàng dám... Ngươi là một kẻ bại trận. Ngay từ bây giờ, ngươi sẽ bị giam trong ngục tối cho đến chết. May thay, một người lính chịu ơn vị vua già năm xưa đã tìm cách cứu chàng chạy thoát. Cứ thế này không chết vì sa chân xuống vực, ta cũng chết vì đói mất. Không được, ta phải tìm cách lấy lại báu vật từ Á công chúa tham lam, ác độc kia. Ăn mấy quả chín này ít nhất cũng cho ta chút sức lực. Trời đất ơi, cái mũi của tôi. Ôi, nước suối này chính là thuốc giải cho quả độc kia. Ta có cách lấy lại báu vật của mình rồi. Vị vua trẻ đã giả trang thành thương nhân, đem bán quả mọng kỳ lạ ở cung điện Á công chúa tham lam. Thấy quả ngon, ai nấy đều thích thú. Trời ơi, cái mũi của tôi. Gã thường gia bán quả quái quỷ gì thế này? Các người muốn có thuốc giải thì kẻ nào ăn cắp báu vật của ta hãy mau đưa ra. Chàng, xin chàng bình tĩnh, thiếp sẽ mang ra ngay đây. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Xin hãy cho thiếp thuốc giải. Cô đáng phải chịu hình phạt như thế suốt đời. Không, hãy đưa thuốc giải cho ta. Không. Vị vua trẻ quay về vương quốc của mình, với ống sáo thổi ra binh lính đẩy lùi giặc ngoại xâm và trị vì đất nước vững mạnh. Còn công chúa đẹp mặt nhưng xấu lòng thì suốt đời phải mang cái mũi kỳ dị. Aladdin và cây đèn thần. Ngày xưa, tại một đất nước xa xôi, có một chàng trai trẻ tên là Aladdin, mồ côi cha từ nhỏ. Chàng và mẹ sống nhờ vào tiệm may nhỏ trong khu chợ. Cháu là Aladdin có phải không? Dạ, chú là... Vậy là đúng cháu rồi. Ta là anh em với cha cháu đây. Ta đi tìm gia đình cháu đã bấy lâu nay. Thật may giờ đã được gặp cháu. Dạ, khi còn sống ba cháu cũng từng nhắc tới có người anh em sống xa quê. Đúng vậy, chính là ta đây. Hôm nay ta đến đây muốn đưa cháu tới một kho báu bí mật. Ngay bây giờ, cháu hãy theo ta. Kho báu bí mật ư chú? Nhưng mẹ cháu vừa ra ngoài rồi,
Đợi một lát mẹ cháu về rồi chúng ta đi được không ạ? Cháu cứ đóng cửa tiệm lại. Chúng ta nên đi càng sớm càng tốt, kéo lỡ việc. Phải qua sa mạc nữa. Tới rồi đây cháu của ta. Bây giờ để vào được kho báu, cháu phải tuyệt đối làm theo những gì ta nói. Dạ thưa chú. Chú không phải người thường. Có gì đâu, mở cửa hang thôi mà. Cửa hang nhỏ này chỉ có cháu qua được thôi. Bây giờ cháu hãy vào trong. Ở đó sẽ có những bậc thang dẫn tới một khu vườn. Cháu không được hai thứ gì ở đó, mà phải đi thẳng tới cuối vườn có đặt một cây đèn cổ. Việc của cháu là lấy đèn đó mang ra đưa cho ta. Cầm lấy chiếc nhẫn này, nó sẽ bảo vệ cho cháu. Không có gì đáng sợ cả. Nào, mau vào đi. Vào nhanh đi nào chàng trai, lấy cây đèn ra đây. Mình chưa từng thấy một vườn trái cây nào kỳ lạ thế này. Quả của chúng toàn bằng châu báu quý. Sao chú ấy lại muốn lấy mỗi cây đèn cổ cũ kỹ này, trong khi xung quanh toàn ngọc ngà châu báu? Mình phải lấy mấy món về tặng mẹ mới được. Cứu, cứu cháu với. Mau ném cây đèn ra ngoài cho ta. Cháu không lên được, làm ơn cứu cháu. Hang sắp sập rồi. Ném cây đèn ra, ta cần cây đèn. Không, cứu cháu với. Mở cửa hang cho cháu với. Mở cửa cho cháu. Hừ, nhãi vô tích sự. Cửa hang sẽ không được mở ra lần nữa đâu. Nhà ngươi làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi. Hãy ở đó mà chịu chết đi. Cứu, cứu tôi với. Ông hãm hại tôi. Thưa ngài, tôi là nhẫn thần, là nô lệ của ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Tôi muốn về nhà. Hãy cứu tôi ra khỏi đây. Trời ơi, con đi đâu mà mãi giờ này mới về? Mẹ đã đi tìm con khắp cả chợ. Mẹ, con tưởng rằng không thể trở về với mẹ nữa kia. Cây đèn đó đây này mẹ. Mẹ xem có còn dùng được nữa không? Cây đèn quá cũ rồi. Để mẹ cọ sạch xem nào. Thưa chủ nhân, tôi là nô lệ của người. Vì người có chiếc đèn, xin hãy cho tôi biết người cần gì. Mong ước của người chính là mệnh lệnh cho tôi. Mẹ con tôi đang đói. Chúng tôi muốn một bữa cơm thịnh soạn. Tuân lệnh chủ nhân. Đúng là cây đèn thần kỳ. Chúng ta đã có báu vật, có thể biến tất cả điều ước thành hiện thực rồi mẹ ơi. Một ngày, Aladdin nhìn thấy công chúa của vương quốc khi nàng đi kiệu trong thành. Sắc đẹp của nàng đã khiến Aladdin mê đắm. Sao cơ, con muốn mẹ đi hỏi cưới công chúa cho con à? Chuyện đó hoang đường quá con trai à. Gia cảnh nhà ta... Mẹ ơi, mẹ hãy mang theo số hoa quả bằng châu báu lần trước con mang về tới cung tiến vua và hỏi cưới nàng cho con. Con tin là nhà vua sẽ phải để tâm đấy ạ. Quả là ta chưa nhìn thấy châu báu nào quý hiếm thế này. Con trai bà hẳn phải là một chàng trai giỏi. Có một thanh niên ưu tú thế này trong vương quốc mà sao ta không biết tới nhỉ? Ngày mai, đích thân ta và công chúa sẽ tới thăm nhà bà. Dạ, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp người. Con ơi, nhà cửa của chúng ta đơn sơ thế này, sao có thể đón tiếp nhà vua và công chúa? Chưa nói đến việc hôm qua mẹ đã bảo gan làm theo mong muốn của con, đó là hỏi cưới công chúa. Mẹ quên mất là chúng ta còn có đèn thần ạ. Mọi việc sẽ ổn thôi mẹ à. Lần này mẹ hãy để con tự đến gặp nhà vua. Khá lắm thần đèn. Giờ hãy cho ta một bộ trang phục hoàng gia và một con bạch mã đẹp để ta vào điện diện kiến vua và công chúa. Vâng, thưa chủ nhân. Nhà vua rất hài lòng với sự xuất hiện của Aladdin tại cung điện của mình. Công chúa cũng đã bén duyên chàng ngay cái nhìn đầu tiên. Aladdin sau đó trở thành phò mã của vương quốc và cùng công chúa sống rất hạnh phúc. Ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà nhà ngươi đang có. Cơ hội đến rồi. Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Aladdin sẽ rất vui nếu mình đổi chiếc đèn của chàng lấy chiếc đèn mới. Chiếc đèn của chàng đã cũ kỹ lắm rồi. Cảm ơn ông. Xin chào chủ nhân. Tôi là nô lệ của ngài vì ngài có chiếc đèn.
xin hãy nói mong muốn của mình. Cuối cùng thì ngươi cũng về tay ta rồi. Mau rời cung điện này. Và tất nhiên rồi, cả nàng công chúa xinh đẹp này nữa, đến một nơi thật xa cho ta. Càng xa càng tốt, nơi mà không có ai có thể lui tới. Tuân lệnh chủ nhân. Trời ơi, công chúa và cung điện của ta, làm thế nào bây giờ? Thưa chủ nhân, thần đèn mạnh hơn tôi rất nhiều, nên tôi không thể đưa cung điện và công chúa về đây. Nhưng tôi sẽ giúp ngài tới chỗ công chúa. Tất cả là do lỗi của em. Nàng hãy bình tĩnh, ta đến đây rồi. Giờ nàng chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi. Chúng ta sẽ thoát khỏi lão phù thủy. Cuối cùng thì nàng đã chịu chiều ta. Phải thế chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Thưa chủ nhân, tôi xin sẵn sàng nhận mệnh lệnh của người. Hãy chuyển cung điện về nơi cũ cho ta, và để lão phù thủy kia ở lại vùng đất hoang vu này mãi mãi. Phò mã của chúng ta thật tài giỏi. Chàng không chỉ trị được lão phù thủy xấu xa, mà còn giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp lên rất nhiều. Với sự trợ giúp của thần đèn, Aladdin đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ trong vương quốc và trừng trị những kẻ gian ác. Tiếng thơm của vị vua Aladdin anh minh còn lưu danh hậu thế mãi về sau. Công chúa Dưa Hấu. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có cặp vợ chồng nông dân tốt bụng, hiền lành nhưng không có con. Một ngày, bà lão ra sông giặt áo, chợt nhìn thấy một quả dưa rất lớn đang trôi về phía bà. Ôi, trời nắng thế này mà có quả dưa này, giải khát thì mát lắm đây. Phải mang về cho ông ấy thưởng thức mới được. Quả dưa to quá bà nhỉ. Ủa, nó tự nứt ra kìa bà ơi. Một đứa trẻ. Có lẽ đây là món quà thần linh ban tặng cho chúng ta đấy ông ạ. Chúng ta sẽ đặt tên con bé là Urico nhé. Những người hàng xóm kéo đến để chúc mừng vợ chồng ông lão tốt bụng. Ai cũng hết lòng khen ngợi cô bé Urico xinh xắn đáng yêu. Urico càng lớn càng xinh đẹp. Cô bé có tài dệt vải vô cùng khéo léo. Những tấm vải do cô dệt đều được bán rất chạy. Urico rất tốt bụng, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếng lành đồn xa, tin tức về cô gái đã đến tai vị thành chủ trẻ tuổi. Người hãy đi chuẩn bị, ta sẽ đến ngôi làng đó để gặp cô gái ấy xem sao. Vâng, thưa thành chủ. Xin hãy bán cho tôi một mảnh vải. Vâng, anh muốn mua mảnh vải nào ạ? Tôi không có đủ tiền, nhưng tôi rất muốn mua một mảnh vải tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Cô có thể bán chịu cho tôi một mảnh được không? Thôi được, tôi sẽ bán chịu cho anh mảnh vải này. Mong rằng mẹ anh sẽ có một ngày thật vui vẻ. Hay, anh ta như vậy lấy gì đảm bảo anh ta sẽ trả cơ chứ? Cảm ơn cô. Cô không sợ tôi sẽ quỵt tiền của cô sao? Tôi tin một người luôn nghĩ cho mẹ mình sẽ không làm những điều như thế. Ta chính là thành chủ cai quản vùng này. Đàng quá thật là một người con gái xinh đẹp, hiền hậu. Người là thành chủ sao? Đúng vậy, ta nghe danh nàng đã lâu, đến nay mới được gặp, thì quả đúng như lời đồn. Nàng có bằng lòng làm vợ ta không? Vậy là Urico và thành chủ đã hẹn ước với nhau chờ ngày thành hôn. Ai nấy đều vui mừng cho họ. Trong khu rừng gần ngôi làng, có một con quỷ tên là Amanozaku vô cùng xảo quyệt. Ngày mai là ngày Urico và thành chủ kết hôn rồi. Urico đúng là cô gái mà thần linh cử đến. Cô ấy sẽ mang lại may mắn cho ngôi làng của chúng ta. Urico, các người hãy chờ xem. Ta không để cho các người được toại nguyện đâu. Ba mẹ phải đến nói chuyện với trưởng thôn. Gần đây quỷ Amanozaku xuất hiện ở làng ta. Con ở nhà cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ nhé. Vâng, thưa ba mẹ. Bọn chúng giăng bùa trên cửa, phải dụ con bé mở cửa ra mới được. Con ơi, con mau mở cửa cho mẹ. Mẹ về sớm thế sao? Vâng, con ra ngay đây ạ.
Ra đây với mẹ đi con. Thì ra ngươi chính là Urico mà bọn chúng vẫn ca tụng. Nhưng từ giờ ngươi sẽ phải phục tùng ta. Ta sẽ không bao giờ làm theo ý ngươi đâu. Không phải ngươi muốn là được. Ta có thể nhìn thấu vào suy nghĩ của người khác, lợi dụng những ý nghĩ xấu xa của người đó để điều khiển họ. Ngươi sẽ không làm được điều đó với ta. Ngươi cứ chờ xem. Không thể nào, nó không có ý nghĩ xấu nào cả sao? Nếu vậy thì ngươi sẽ chết đói trong khu rừng này. Còn ta sẽ trở thành vợ của thành chủ. Urico, con đã chuẩn bị xong chưa? Thành chủ sắp tới rồi. Dạ, con đã xong hết rồi, thưa ba mẹ. Ôi, con gái của chúng ta thật là xinh đẹp. Nàng có thấy vui không? Thiếp rất vui, thưa thành chủ. Chàng hãy đưa thiếp về phủ đi. Con quỷ đã hóa thành ta rồi sao? Thành chủ và dân làng sẽ gặp nguy mất. Xin thần linh đừng để cho âm mưu của con quỷ thành công, gây tai họa cho những người vô tội. Sau lời cầu khẩn của Urico, những chú quạ liền bay đến gần đoàn rước kiệu của thành chủ. Thật đáng thương làm sao, nàng Urico thì bị trói trong rừng, còn quỷ Amanozaku lại được ngồi trong kiệu. Sao, quỷ Amanozaku ở trong kiệu ư? Mấy con quạ đáng ghét là mình lộ tẩy rồi. Mau bắt con quỷ đó lại. Thả ta ra, mau thả ta ra. Thành chủ vội vã chạy vào rừng giải cứu Urico và đưa nàng về nhà. Thật may là con vẫn bình an. Urico của chúng ta luôn được thần linh phù hộ mà. Lễ cưới của họ diễn ra vô cùng náo nhiệt. Thành chủ đã rước Urico về phủ và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi. Con rắn vàng. Trời ơi, thời tiết cứ hạn hán kéo dài như thế này thì cả làng chết đói hết mất thôi. Đất rắn như đinh thế này, cuốc đến bao giờ cho xong? Cái gì thế nhỉ? Trời, ở đây có một hang rắn, con rắn mới to làm sao? Phải đi nhờ người chuyên bắt rắn tới bắt giúp mới được. Lại chẳng được một bữa chả rắn ngon tuyệt à. Chết mà không được, con rắn to thế, khéo là rắn thiên cũng nên. Không phải tự nhiên mà nó lại làm tổ ở ruộng nhà mình. Nhỡ nó là rắn thần thì sao? Mô Phật, con lại thần rắn, đa tạ thần rắn đã ngày đêm cai quản ruộng nương đất đai cho gia đình con. Từ nay, hàng ngày con xin được dâng chút lễ mọn để tỏ lòng thành kính với ngài. Mong ngài đừng từ chối ạ. Xin thần rắn phù hộ cho trời bớt hạn hán khô hanh, để con còn cài cấy lấy cái nuôi gia đình ạ. Miếng thịt biến mất, thần rắn đã hưởng nó rồi. Ôi, ắt là ngày linh thiêng lắm đây. Còn lại thần rắn, xin ngài chứng giám cho lòng thành của con. Ông làm cái gì mà sớm nào ra đồng cũng mang theo đồ đi thắp hương vậy? Cái ụ đất có con rắn thì cũng là bình thường thôi, chứ thần với thánh gì? Tiền còn chẳng có mà ăn, lại còn đi cúng với chẳng bái. Cái bà này, phỉ phui cái mồm, đừng có ăn nói linh tinh mà thần phạt cho đấy. Đi nhanh nào. Ôi, cái gì thế kia? Ôi, thần rắn, ngài linh thiêng bố thí cho vợ chồng con phải không ạ? Bà thấy chưa, tôi nói có sai không? Tôi thấy rồi, một đồng vàng sáng chói. Còn lại thần rắn, đội ơn ngài đã thương xót, con sẽ không bao giờ quên ơn ngài đâu. Tôi ra đồng đây, bà nói nhé. Này ông mang thêm cả cá với chim này ra cúng thần nữa, tôi chuẩn bị sẵn cả đấy. Phải cúng tiến lễ đạt đầy đủ thì ngày nào thần mới cho vợ chồng ta một đồng vàng chứ.
Được rồi. Nhớ cất tiền cẩn thận mang về cho tôi nha. Sáu, bảy, tám, chín. Đúng là đếm tiền có khác, đếm mãi chẳng chán ông nhỉ. Nếu như thế này, từ giờ đến cuối năm là ta có những 260 đồng vàng cơ đấy. Tha hồ mà xây nhà tẩu ruộng. Nhờ cái phúc nhà mình nó lớn mới được thế. Sáng mai tôi phải đi ăn dỗ bên kia sông, phải đi sớm. Bà nhớ dậy sớm, chuẩn bị đồ lễ mang ra đồng cho thần rắn nha. Biết rồi, ông đừng có lo. Cái hang rắn này ắt là có nhiều vàng lắm. Mỗi ngày chờ một đồng vàng thì lâu quá, bao giờ mới vào được. Chi bằng ta đập luôn nó đi, giết chết con rắn, lấy cả mẻ cho nhanh. Nó chết rồi đây, phải bới kỹ, lấy bằng hết, không bỏ sót đồng nào mới được. À! Lời hứa. Mẹ ơi, con về rồi đây. Hai cha con về rồi đó à. Đi đâu mà lâu thế, làm mẹ đợi cơm nguội hết cả rồi nè. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, bà sắm cho con bao nhiêu là đồ. Hai cha con khuân cả chợ huyện về đây hay sao mà lắm thế. Con nói cả năm học hành vất vả rồi, Tết cũng sắp đến rồi, cũng phải khích lệ cu cậu tí chứ. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, bộ này có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm con. Được thưởng rồi là năm sau phải học giỏi hơn nữa đó nha chưa. Vâng ạ. Huy ơi, sang đây chơi không? Ba tớ vừa dẫn tớ đi mua nhiều thứ lắm, đẹp ơi là đẹp. Tớ. Huy à, cháu đứng nói làm gì, sang chơi với Bi này. Dạ thôi ạ, cháu chào cô chú. Đây, sang đây mình cho xem đồ nè. Thôi, mình vừa nghe thấy cậu khoe với mẹ rồi. Tội nghiệp thằng bé, bố mẹ mất sớm, hai bà cháu nuôi nhau, gia cảnh khó khăn. Bằng tuổi thằng cu Bi mà nó thiệt thòi quá. Huy, chú Bảo, năm tới cháu nhớ luôn ngoan ngoãn, học giỏi. Tết năm sau chú sẽ chở cháu cùng đi chợ Tết với bạn Bi, được không? Chú nói thật ạ. Thật chứ? Đúng rồi, thế nên năm sau cả hai bạn cũng phải cố gắng để luôn trở thành con ngoan trò giỏi nha. Vâng ạ, cháu hứa, cháu cảm ơn cô chú. Cháu phải khoe ngay với bà mới được. Bà ơi. Một năm sau. Mẹ ơi, cây đào kia đẹp quá kìa. Ừ, mẹ con mình lại xem đi con. Mẹ ơi, rồi lát nữa mẹ mua con một cái cặp sách mới được không ạ? Cái thằng này biết là năm nào cũng được ba mẹ tặng quà nên đòi hỏi ghê quá. Được rồi, phần thưởng học sinh giỏi đó nha chưa. Con cảm ơn mẹ. Nào, tiễn năm cũ, chuẩn bị đón một năm mới thành công đi anh em. 100% nha. Nhất trí. Huy à, bạn Bi đi chợ với mẹ rồi, không có nhà. Vâng ạ. Ăn đi, gà sạch nhà tôi nuôi đấy. Bảo sao thịt chắc thế. 100% nha. Nhất trí. Chú đã bảo bạn Bi đi chợ với mẹ chưa về nhà. Cháu về đi, tí khi nào Bi về chú bảo bạn sang. Đừng đứng thập thò đấy, con chó nó cứ sủa hoài. Cháu. Huy, chào chú với. Chú xin lỗi cháu. Thank you.
Tên tên tặng em nè, chúc em mãi xinh đẹp như những đóa hoa này nha. Ôi, hoa đẹp quá à. Cảm ơn anh. Hôm nay có phải là ngày gì đâu mà anh ấy lại hẹn mình ra ăn tối ở nhà hàng, lại còn có nến và hoa. Hay là anh ấy định cầu hôn? Hoan hô! Lãng mạn quá à. Có phải là hoa cầu hôn không anh Tùng? Cầu hôn gì chứ, mọi người hiểu lầm rồi, chỉ là hoa bình thường thôi mà, đúng không em? Hai cái đứa này. Thôi bọn em đi nha, không làm phiền hai người nữa. Hai đứa này vui tính thật đấy, cầu hôn gì chứ. Ý anh là sao? Là anh không bao giờ cầu hôn em đó hả? Anh không có ý đó mà. Bạn em cũng chỉ trêu thôi mà, anh có cần thiết phải từ chối vội vàng vậy không? Làm như lấy em là sai ấy, anh làm em xấu hổ với hai đứa nó quá. Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Vậy sao, yêu nhau mấy năm rồi mà chẳng thấy anh đề cập gì đến chuyện cưới xin? Anh không muốn lấy em làm vợ sao? Này, chị vừa thấy bạn trai em đèo cô nào đi đường đấy, trông tình cảm lắm, em cẩn thận không mất người yêu đó. Chắc là đồng nghiệp của anh ấy thôi chị. Thời buổi này phải quản lý người yêu thật chặt vào, không thể tin ai được đâu, cô biết chưa? Không có gì đâu chị, em tin anh ấy mà. Hay là anh có người khác rồi thì anh cứ nói thẳng ra, chứ em là con gái mà cứ đề cập mấy chuyện này trước, em xấu hổ lắm. Ngốc à, anh làm gì có ai, và anh cũng sẽ không lấy ai khác ngoài em. Nhưng cho anh thêm một thời gian nữa có được không? Đang trong giờ làm việc mà anh ấy vội vàng đi đâu thế nhỉ? Có chuyện gì sao? Ai thế nhỉ? Hình như mình chưa gặp chị ta bao giờ. Còn đứa nhỏ kia nữa. Hoàng hô! Với mình hôm nay có việc bận, là việc đi ăn nhà hàng chúc mừng sinh nhật cậu bé kia sao? Hai mẹ con họ là ai mà anh lại đối xử đặc biệt như thế? Tặng con nè, chúc con học giỏi và ngoan nha. Con cảm ơn ba Tùng. Ba Tùng, anh đã có vợ con rồi sao? Anh đã lừa dối mình sao? Em sao em đến được đây? Nếu không đến đây, làm sao biết rõ bộ mặt thật của anh? Bộ mặt gì cơ? Đồ sở khanh, đồ đẻo. Em làm gì thế? Anh đã có vợ con, vậy sao vẫn còn lừa dối tôi? Em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và chị Lan không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì? Chuyện này cô hiểu lầm rồi. Chị là vợ mà chấp nhận để anh ta nói như thế sao? Anh ta phủ nhận mối quan hệ của hai người kìa. Nếu không phải, tại sao anh lại đưa mẹ con chị ta đi ăn nhà hàng, tổ chức sinh nhật, rồi mua đồ, rồi về đây thờ cúng thế này? Kia là con của anh với chị ta đúng không? Chính tai tôi nghe nó gọi anh là ba đấy. Anh còn chối nữa hả? Em thôi đi, đây là con của chị ấy, và anh chính là người gây ra cái chết của cha cậu bé đó. Người gây ra cái chết cho cha của cậu bé sao? Mấy năm trước, trong một lần uống rượu say, không làm chủ được tay lái, nên anh đã gây ra tai nạn cho gia đình chị ấy. Tai nạn không may đã cướp đi sinh mạng của chồng chị ấy, để lại chị Lan cùng đứa con nhỏ chưa đầy 4 tuổi đây. Anh cảm thấy mình thực sự phải có trách nhiệm với mẹ con chị ấy, và nhận cậu bé này làm con nuôi. Hôm nay là sinh nhật của bé Bi, nên anh mới tổ chức cho con. Thật như thế sao? Cậu ấy thật sự là một người tử tế và có trách nhiệm, nên vẫn thường xuyên qua đây thăm hỏi và động viên hai mẹ con tôi. Chị, em xin lỗi chị, em thật hồ đồ quá. Anh xin lỗi đã giấu em chuyện này,
Anh sợ em chưa sẵn sàng đón nhận chuyện anh đã từng gây nên cái chết của anh Hoàng. Lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn, thì em đã không hiểu lầm. Em cũng có thể cùng anh lo cho mẹ con chị ấy mà. Em chấp nhận chuyện này sao? Đương nhiên rồi. Biết chuyện này em lại càng yêu anh hơn nữa. Vì em thấy được anh là một người đàn ông có trách nhiệm, chắc chắn sẽ hết lòng vì gia đình. Cảm ơn em. Giờ thì anh không còn lý do gì để không cầu hôn em nữa rồi. Lấy anh nha, anh yêu em. Nước Trường Sinh. Bệnh tình của đức vua ngày càng xấu đi, thần e là khó qua khỏi. Tại sao lại không thể chữa được? Ông là thần y cơ mà. Vậy là chúng ta chịu bó tay sao? Thật ra thần biết ở đằng sau dãy núi có một thứ nước gọi là nước Trường Sinh. Nếu đức vua được nước ấy mà uống thì sẽ khỏi. Thật sao? Nhưng thứ nước ấy vô cùng khó tìm, và chặng đường ra sau núi vô cùng nguy hiểm. Không sao hết, dù có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa, ta sẽ đi tìm thứ nước Trường Sinh ấy để cứu sống vua cha. Nếu ta lấy được nước Trường Sinh về, cha sẽ yêu ta nhất và nhất định sẽ nhường ngôi cho ta. Bằng giá nào, ta cũng phải tìm được nước Trường Sinh. Chào chàng trai, anh đi đâu mà vội thế? Ngươi là ai mà dám chặn đường ta hỏi này hỏi nọ? Biến ra mau! Chuyện gì thế này? Sao anh cả đi lâu thế nhỉ? Không biết anh ấy đã tìm được nước Trường Sinh chưa? Hay là anh ấy gặp chuyện gì rồi? Bệnh cha thì càng ngày càng nặng. Thưa cha, con sẽ đi tìm nước Trường Sinh để cứu cha. Con đừng đi, ta thà chết còn hơn để các con phải gặp nguy hiểm. Các anh con đã không trở về rồi, con mà đi nữa thì... Chính vì các anh con không trở về nên con phải đi. Cha yên tâm, con sẽ đi tìm nước Trường Sinh cứu cha và cứu cả các anh con nữa. Chàng trai trẻ, cậu đi đâu thế? Cha tôi hấp hối, tôi đi tìm nước Trường Sinh, nhưng tôi không biết nó ở đâu nữa. Vì cậu cư xử lễ độ nên ta mách cậu tìm nước Trường Sinh. Trong sân một tòa lâu đài bị phù phép, có một cái giếng phun nước Trường Sinh. Ta sẽ cho cậu một que sắt và hai cái bánh để giúp cậu vào. Cậu lấy que sắt đập 3 cái vào cửa sắt thì cửa sẽ mở. Trong đó có 2 con sư tử rất ghê. Cậu vứt cho mỗi con 1 cái bánh thì nó yên. Cậu hãy mau đi lấy nước Trường Sinh đi. Vô cùng cảm tạ ngài. Đây chính là giếng thần sao? Hả? Nàng là... Cảm ơn chàng đã giải thoát cho ta thoát khỏi phép thuật. Ta là công chúa nước lân cận, bị giam cầm tại đây đã lâu. Nay nhờ có chàng mà ta mới thoát ra được. Thật cảm tạ chàng, không biết lấy gì đền đáp ơn chàng đây. Không có gì, ta là hoàng tử Út xứ Khoai. Chỉ là ta cần lấy một ít nước Trường Sinh về chữa bệnh cho cha ta. Vậy chàng cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Ta phải về nhanh cứu cha gấp, vậy xin được cáo lui. Tạm biệt chàng, ơn cứu mạng này ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Cảm ơn bác, tôi đã lấy được nước Trường Sinh. Nhưng bác có biết bây giờ anh tôi đang ở đâu không? Anh tôi đi tìm nước Trường Sinh trước tôi mà chưa thấy về. Chỉ vì họ kiêu ngạo nên ta phù phép khiến họ bị kẹt giữa rừng rồi. Vậy ư, cầu xin bác làm ơn thả anh ấy ra được không? Cha tôi yếu lắm rồi. Nếu không thấy anh ấy trở về, ông sẽ không sống nổi mất. Thôi được, nể tình cậu, ta sẽ tha cho cậu ta. Nhưng cậu phải đề phòng cẩn thận, cậu ta xấu bụng lắm đấy. Anh, em đã tìm được nước Trường Sinh rồi. Thật hả? Vâng, chúng ta về nhà thôi anh. Thằng Út nó lấy được nước Trường Sinh về chứ không phải ta. Cha sẽ cho nó nối ngôi, còn mình sẽ mất phần. Mình phải chiếm lấy nước Trường Sinh. Này, anh mệt quá, chúng ta nghỉ một lát đi. Vâng, thế cũng được ạ. Anh mệt quá, lại còn đói nữa. Để em đi kiếm chút gì ăn tạm vậy.
Này, nước trường sinh quý như thế, để lại đây anh trông cho an toàn. Vâng, anh trông cẩn thận nhé. Cha, nước trường sinh đây, cha uống đi cha. Gì thế này, uống nước trường sinh phải tỉnh ra chứ, sao bệnh lại càng nặng hơn được? Ngươi bỏ thuốc độc ám hại cha đúng không? Chắc chắn là thế rồi. Bây đâu, hãy lôi hoàng tử đi. Không, không phải em, không thể nào. Thật tuyệt vời, chưa bao giờ ta cảm thấy khỏe như thế này cả. Thuốc trường sinh có tác dụng thật rồi. Cha, là hoàng tử Úc đã ám hại cha, cho cha uống thứ nước độc đó cha. Thật thế ư? Thưa đức vua, thần đã làm theo lời người, đã dẫn hoàng tử Úc đi săn rồi xử lý hoàng tử rồi ạ. Tốt lắm. Thưa đức vua nước láng giềng đột nhiên gửi rất nhiều quà tặng tới và kèm theo bức thư này ạ. Nước láng giềng ư? Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc của tôi tới hoàng tử Úc của ngài vì đã cứu con gái tôi thoát khỏi bị giam cầm dưới giếng nước trường sinh. Nước trường sinh ư? Chính hoàng tử Úc đã tìm ra nước trường sinh. Vậy mà ta đã nghĩ sai cho hoàng tử Úc. Ta đã hại chết con ta. Tất cả là lỗi của ta. Làm sao ta có thể chuộc lại lỗi lầm này được đây? Đức vua, xin người hãy bình tĩnh. Thật ra hoàng tử Úc chưa chết. Gì cơ? Hoàng tử Úc còn sống sao? Người nói thật chứ? Dạ vâng, thần không cam tâm giết hoàng tử nên đã thả hoàng tử đi. Hiện hoàng tử Úc đang trốn ở một cái hang sâu trong núi. Vậy hãy mau mau đón hoàng tử về đây cho ta. Mau lên! Hoàng tử Úc hiền lành, tốt bụng sau khi được đón trở về, đã kết hôn với công chúa nước lân cận kể từ đó. Còn hoàng tử Anh vô cùng xấu hổ, bỏ đi biệt tâm, không dám quay về cung nữa. Sự tích cây đu đủ. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng quê nọ có bác nông dân nghèo nhưng lại rất thích nuôi chim. Bác có nuôi một chú chim sáo nhỏ và mỗi ngày dù đi đâu bác cũng xách theo chú chim sáo cưng của mình. Cứ mỗi lần nghe chim sáo hót là dường như bao nhiêu mệt mỏi của bác nông dân đều tan biến. Cũng ở vùng đó có lão phú hộ nổi tiếng tham lam keo kiệt. Dù giàu có nhưng đến một hạt thóc trong nhà lão cũng không để lọt đi đâu. Cái lũ vô tích sự kia, chúng mày dám để rơi thóc của ta hả? Ta cắt hết công ngày hôm nay của chúng mày. Dạ, xin ông bớt giận, chúng con tuyệt đối không dám để rơi ạ. Chẳng qua con đang lựa để nhặt lên, sao cho nó không bị dập nát thôi ông ạ. Liễu thần hồn. Ôi chim sáo ngoan của ta, đây đều là những hạt thóc nếp vừa đến độ chín, ta dành hết cho mì đấy. Hôm nay suýt chút nữa chúng nó ăn không, ăn hỏng mất hạt thóc của ta. Từ rày ta phải thật để ý hơn nữa mới được. Hôm nay sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Đúng rồi, chim sáo yêu quý của ta, sao không nghe thấy tiếng hót của nó nhỉ? Hả? Chim sáo của ta, con sáo của ta đâu rồi? Mày bay đi đâu mất rồi sáo ơi? Sáo ơi, sáo nhỏ của ta ơi. Bà có thấy chú chim sáo của tôi bay hướng nào không? Bác có thấy chú chim sáo của tôi bay đi đâu không? Xem hôm nay tôi bắn trúng được những hai con chim này. Mày đưa cháu đi săn chim ư? Như thế là không được nha. Chim chóc là bạn của con người, ai lại làm thế hả? Mà mấy con chim chóc bắn được đâu, đưa bác xem nào. Trời ơi, may quá, không phải con sáo của ta. Không biết nó bay đi đâu mất rồi. Bác ơi, có phải bác bị lạc mất một chú sáo nhỏ phải không ạ? Ủa, sao cháu biết chim sáo nhỏ của ta? Sáng nay lúc ta phát hiện ra thì cái lồng chim chỉ còn trống trơn. Ta tìm hỏi khắp nơi mà không thấy nó đâu cả. Bác à, vừa nãy ngang qua nhà ông Phú, cháu thấy mọi người túm tụm vì bắt được một chú chim sáo đấy bác. Bác thử qua đó xem có phải chú chim sáo của bác không? Vậy à, cảm ơn cháu nha, để bác qua xem. Ôi chết thật,
Nếu đúng là con chim sáo của ta bay lạc sang đây thì kiểu gì cũng bị lão phú hộ bắt vạ cho mà xem. Ông phú có nhà không ạ? Đúng là chim sáo nhỏ của mình bay lạc sang đây thật. Dạ, chào ông phú, chẳng hay ông vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn bác, tôi vẫn khỏe, chỉ là mới sáng ra đã hơi đau đầu vì ồn ào quá. Chẳng biết đâu ra mới sáng mà có con chim nhà ai bay lạc qua đây hót ầm ĩ, đã thế lại còn ăn mất 3 hạt ngô giống nhà tôi đấy bác ạ. Một hạt thóc cũng không để sót thì con chim ăn mất hẳn 3 hạt ngô không phải là chuyện nhỏ rồi. Đúng vậy, phần này thì ông phú tha hồ bắt vạ. Chả giấu gì ông phú, con chim bay lạc sang đây đích thị là chú chim nhà tôi bị sổng lòng. Nhưng vốn dĩ chim chóc chỉ là động vật không biết suy nghĩ nên mới lỡ bay qua đây làm càn. Chỉ mong ông phú đây chỉ hòa vi quý để tôi được đền bù lại, nhất định không để ông phú thiệt thòi. Hay chết, cùng là hàng xóm láng giềng, ai lại để chuyện con chim nhỏ thế kia ảnh hưởng được chứ. Chả là hôm nay mới sáng đã ồn ào, tôi đang đau đầu quá. Bác cứ xách chim về đi, còn món nợ 3 hạt ngô từ từ tính. Ông ấy cho mình xin lại con sáo dễ thế ư? Hả, ta có nghe lầm không? Hôm nay bác cứ xách chim sáo của mình về đi nha, tôi phải đi nghỉ ngơi chút đã. Thời gian thấm thoát trôi đi, tưởng rằng lão phú hộ thật sự không bắt vạ bác nông dân nên câu chuyện chú chim sáo bay lạc hôm đó cũng dần chìm xuống. Nào ngờ 3 năm sau gặp một đêm mưa bão lớn mà thành ra tan tác hết. Duy chỉ có nhà bác nông dân vì thu hoạch sớm nên không hề bị tổn hại gì. Trời ơi, vụ mùa của ta, thóc gạo của ta, chả nhẽ giờ ta phải chịu cảnh lương thực trong kho bị vơi đi ư? Trời ơi. Đúng rồi, các người nghe đây. Ông phú nhà tôi có chuyện tìm bác, bác mau đến xem. Tìm tôi ư? Có chuyện gì nhỉ? Tôi nghĩ ra rồi, chắc hẳn ông phú gọi bác đến để bắt vạ rồi. Hả? Bắt vạ? Đúng rồi, chẳng phải 3 năm về trước con chim sáo nhà bác bay lạc sang ăn mất 3 hạt ngô của ông phú đấy sao? Hẳn là hôm nay ông phú cho gọi ông vì món nợ đó rồi. Tôi cứ tưởng chuyện lần đó ông phú cho qua rồi. Cho qua là cho qua thế nào? Chúng tôi lỡ làm rớt một hạt thóc còn bị ông ấy đòi cắt công. Đằng này con chim sáo của bác ăn của ông ấy hẳn 3 hạt ngô. Hôm đó ông ấy nói vì đau đầu nên chưa tính. Còn hôm nay tôi đoán rằng khi thấy ruộng lúa của mình bị hỏng hết cả, ông ấy mới xót ruột đi đòi bù vào đấy mà. Thì ra là vậy, chỉ có 3 hạt ngô mà cũng không tha. Đằng nào vụ mùa nhà tôi năm nay cũng không thất thoát gì, đã vậy tôi mang trả cho ông ấy gấp đôi, hẳn 6 hạt ngô cho xong chuyện. Thấy chết, 6 hạt ngô ư? Bác thật hàm hồ, làm gì có chuyện như thế chứ. Vậy ý ông là sao? Năm đó con chim của bác ăn của ta 3 hạt ngô. 3 hạt ngô ấy nếu ta gieo xuống đất, sau 3 tháng được 3 cây bắp. Mỗi cây lại sinh ra được 1 bắp nữa, mà 1 bắp thì được 1.500 hạt. Gieo thêm 3 tháng với số hạt này, được 1.500 cây bắp nữa. Tính sơ sơ như vậy thì trong vòng 3 năm mà bác định mang trả ta 6 hạt bắp thôi ư? Ôi trời ơi, ông phú, sao ông lại tính toán như vậy được? Vậy ta phải tính như thế nào? Con chim của ông ăn của ta 3 hạt bắp có người làm chứng. Giờ ông định nói có thành không à? Tôi không có nói có thành không, chỉ là cách tính của ông như vậy thì thật không phải. Không phải ư? Ta nói cho ông biết, đúng là ta tính như vậy không phải. Vì thực ra ta tính đợi đủ 5 năm ta sẽ đòi nợ ông. Khi đó nhân lên ông chẳng thể trả đủ bằng số hạt bắp được, mà ta sẽ thu nợ cả nhà và đất của ông luôn đấy. Cãi lý chẳng lại, bác nông dân chỉ biết nhìn lão phú hộ thu hết kho thóc nhà bác. Mặc dù đang trọng bệnh, bác nông dân vẫn cố đi làm trả nợ. Vừa làm, bác vừa hướng về phía nhà lão phú hộ chèn ép mình lẩm bẩm. Đâu đủ đâu mà trả, đủ đâu mà trả. Vừa dứt lời, bác gục ngay tại chỗ. Ít ngày sau, chỗ bác nông dân chết, nhanh chóng mọc lên một loài cây lạ. Người trong làng gọi cây ấy là cây đâu đủ.
nhưng sau này người ta đọc khác đi và được gọi. Tại ông không hỏi. Sáng nay có ra ngoài làng xem tập trống không? Tối mặt tối mũi thì lấy đâu ra thời gian mà đi cơ chứ? Mà sao ông nhà mình lại không ra nhỉ? Cứ những ngày làng có việc quan trọng thì có thấy mặt bao giờ đâu. Xưa nay rất keo kiệt nhưng lại hay bày đặt tỏ vẻ này nọ. Đấy, chắc lại đang ngồi trong nhà khoe khoang cho mà xem. Lâu lắm rồi cụ mới lại chơi. Vâng, dạo này tôi mệt với lũ gia nhân nhà tôi quá. Mãi trông nom chúng nó mà chẳng đi được đến đâu cả. Cụ là cụ cứ phải nghiêm khắc với chúng nó mới được cụ ạ. À, như nhà tôi ấy, trên dưới đâu ra đấy, cứ rầm rắp. Thế cơ à? Cụ cứ xem đi rồi biết. Dân, dân đâu? Dạ. Mày đi pha nước mời ông đây mau lên. Dạ. Này, mày pha trà kiểu gì mà nước nguội tanh nguội ngắt thế này hả? Mang xuống dưới kia pha lại cho ông mau. Dạ. Nhìn nước này là biết nóng quá rồi. Mày làm mang kiểu gì vậy hả dân? Lúc thì nguội tanh nguội ngắt, khi thì lại quá nóng. Mày lại để nước sôi một lúc mới pha đây mà. Dạ thưa ông, vậy con để nước nguội đi một chút rồi pha lại. Không được, mày phải đun lại nồi nước khác cho tao. Dạ nhưng... Không có nhưng với nhị gì hết, cứ theo thế mà làm. Đúng là răm rắp thật. Chén trà này quả là rất độc, nhìn rất lạ đấy. Đương nhiên nó là cái chén trà được nhập khẩu từ nước ngoài về đấy. Dạ thưa ông nhầm với cái chén khác rồi. Cái này hôm qua ông mới bắt nợ của thằng bán than đấy mà. Mày, ai cho phép mày nói hả? Thôi, chắc cậu ta lỡ lời. Ông bỏ qua cho cậu ta đi. Tôi xin phép. Dân! Dạ? Mày có biết tội của mày chưa? Tự tát vào mặt 10 cái cho ông. Con làm sao? Ai cho phép mày nói thế hả? Thưa ông, con chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Không nhiều lời, vả vào miệng. Mau lên, không ông lại tăng lên 20 cái bây giờ. Ôi da. Vả bên kia nữa, mau lên. Cho chừa đi nghe không? Từ giờ về sau phải nhớ, ông hỏi cái gì thì hẳn nói, không được thì không được nói, nghe rõ chưa? Trời ơi, đau quá, đau quá. Thằng Dân đâu? Dạ. Mày đã đi sang tìm thầy Lan cho ông chưa? Dạ, thưa ông, con đã đi và về được một lúc rồi ạ. Thật không? Dạ thật ạ. Ra ngoài đi. Ôi, ai? Quái, sao mãi không thấy ông ta tới là sao nhỉ? Ôi, đau quá. Sao cái đau nó lại lan từ bụng ra cả tứ chi thế này? Mình chết mất. Dần đâu? Dạ. Có thật là mày đã đến tìm thầy rồi không? Dạ, đúng rồi, con đến rồi mà. Đã mấy giờ rồi? Lẽ ra ông ta phải đến rồi chứ. Thế ông ta có dặn gì không? Dạ ông ấy không dặn gì. Nhưng người nhà ông ấy có nói là hôm nay ông ta lên tỉnh rồi ạ. Hả? Sao mày không nói sớm? Trời ơi là trời! Mày! Dạ. Hôm trước ông chẳng bảo con là hễ cái gì ông không hỏi thì con không được nói là gì. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.